Division 1, tôi được biết những con người ở Division 1 là những con người sôi động nhất trong công ty hiện nay mà tôi được biết đấy ạ. Thì hôm nay không biết các bạn Division 1 đang ngồi ở đâu rồi nhỉ? Các bạn ngồi tản mát tất cả trong bằng cùng luôn đúng không? Và cái phần biểu diễn của đêm 1 cũng sôi động không kém ạ. Đây là một ca khúc rất nổi tiếng mang tên là Boom Boom. Xin mời Division 1. Cho đi dần một không ạ? Mình xin phép có ý kiến trước nha, bởi vì là mình là nữ, không biết là mình có hơi thiên vị các bạn nữ không, nhưng mà mình thấy là ngoài cái tiết mục của Division 1 thì tất cả các tiết mục khác ấy, các bạn nữ ở Rick Kayshot quá là sexy luôn. Và đấy là điều mà mình
yêu vô cùng các bạn ấy. Bởi vì sao? Bình thường mình sẽ nghĩ rằng là các công việc của các bạn là code, là test, nó hơi khô cứng, toàn làm việc với những con số, với những cái dòng lập trình. Nhưng mà hôm nay lên sân khấu thì các bạn quá là sexy và quyến rũ vô cùng luôn. Chắc là hôm nay thì sau buổi này sẽ không còn bạn nào mà cảm thấy là không còn đối tượng nữa đâu nhỉ? Wow. Hello. Nãy bạn Lan Anh có nhận xét bạn nữ thì rất là sexy rồi, nhưng mà mình lúc nãy mình vẫn chưa quên được một cái khoảnh khắc ở trong cái mục biểu diễn này. Đấy là của cái khóa, cái pha ngoài mông và vỗ mông rất là sexy của bạn Thành à. Bạn diễn lại được không ạ? Bạn diễn lại cái pha lúc ở bạn ở trên sân khấu đúng không ạ? Em diễn lại đi, em cố lên em. Em cộng điểm đấy, cố lên em. Nào. Cố lên em. Cố lên nào. Có căn nhạc không? Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Mọi người có thể sexy không ạ? Hãy cho Division 1 một tràng tay thật lớn được không ạ? Chúc mừng Division 1. Chúc mừng tất cả các bạn.